Hôm nay, ngày 7 tháng 3 năm 2024, thứ năm, tuần thứ ba, mùa chay. Trích sách tiên tri Siremia, đây Chúa phán. Ta truyền cho họ lời này, các ngươi hãy nghe lời ta, thì ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà ta truyền dạy cho các ngươi để các ngươi được hạnh phúc nhưng họ không nghe họ không chịu lắng tai họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn ta từ ngày cha ông họ ra khỏi đất ai cập cho đến ngày nay ngay từ sáng sớm ta lần lượt sai các tiên tri tô tớ của ta đến với họ nhưng họ không nghe ta không chịu lắng tai nghe họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ và còn sống tệ hơn cha ông họ ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy thì họ sẽ không nghe ngươi đâu vậy ngươi hãy nói cho họ biết này là dân không chịu nghe lời chúa là thiên chúa của họ không chấp nhận kỷ luật lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa đó là lời chúa là ơn Chúa. Ước chi hôm nay các bạn nghe thiên người, các bạn đừng cưng lòng. Hãy tới chúng ta hãy gieo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tạng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhang với lời ca ngợi. Chúng ta hãy sướng ca để hoan hô người. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người Các bạn đừng cứng lòng Hãy tiến lên, cúc cung bay và sụp lại Hãy quỳ gối trước nhan chúa Đăng tạo thành ta Vì chính người là thiên chúa của ta Và ta là dân người chân dân Là đoàn chiên thuộc ở tay người ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người các bạn đừng cứng lòng ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người đừng cứng lòng như ở meziba như hôm ở massage trong khu rừng văn nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta họ đã thử ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các bạn đừng cứng lòng. Đây là lúc thuận tiên, đây là ngày cứu đô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng, ông ta nhờ tướng quỷ BNZ Bush mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán, nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ BNG bút mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ BNG bút mà trừ quỷ thì công cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính công cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cả người đó được an toàn nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt ai không thuận với ta là nghịch cùng ta và ai không thu góp với ta là phân tán đó là lời chua lạy chúa Kitô ngợi khen chúa bệnh mù dấu lạ trong số đó có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Benzibun mà trừ quỷ kẻ khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời Luca chương 11 câu 15 16 suy niệm Người mù thể lý không thấy ánh sáng không phải vì không có mặt trời hoặc mặt trời không chiếu sáng mà vì chính họ không có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Những người bị thành kiến che khuất tầm nhìn cũng vậy. Họ giống như đeo kính đen, chỉ thấy một màu đen tối dù thực sự bầu trời vẫn trong sáng. Trong khi dân chúng chứng kiến Chúa Giêsu trừ quỷ câm thì sửng sốt nhìn nhận Ngài là con vua David là đấng Messia thì có những người phúc âm theo thánh mắt theo cho biết đó là những người Pharisee mắt theo chương 12 câu 22 đến 24 lại vì thành kiến không nhận ra dấu lạ mà còn xuyên tạc Chúa giữa thế Zebul là tướng quỷ để trừ quỷ thành kiến họ bị mù dấu lạ Họ không thể nhận biết triều đại của Thiên Chúa đã đến ở giữa họ rồi. Mời bạn, ai dám nói con mắt đức tiên của mình luôn luôn sáng. Có người mù dấu lạ mà cứ tưởng mình sáng, không thấy cần được chữa lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Thánh Bệnh, chương 118 Câu 105 Ánh sáng lời Chúa vẫn có đó, nhưng vấn đề là bạn có để ánh sáng đó hướng dẫn hay không? Trong một ngày, bạn có dành thời gian để đọc và suy niệm lời Chúa, để lời Ngài trở thành ngọn đèn soi bước chân bạn không? Sống lời Chúa, dành thời gian, ngay đầu ngày để suy niệm lời Chúa, để lời Ngài hướng dẫn bạn trong cả ngày sống. Cầu nguyện Lời Chúa, xin giúp con sống tinh thần mùa chay bằng cách sống theo lời Chúa. Ngõ hầu chúng con nhận ra được việc Chúa làm trên thế giới này và trên cuộc đời chúng con. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Đa Châu Đa Châu đó là một địa danh mà dân Âu Châu không bao giờ xóa bỏ khỏi ký ức của họ. Nơi tập trung và sát hại hàng triệu người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã Đa Châu Âu vừa là hỏa ngục của hận thù, độc ác, nhưng cũng là khung trời rực sáng những vì sao của yêu thương, tin tưởng. Edmond Michelet, văn sĩ Pháp bị giam tại đây, và sau này trở thành bộ trưởng tư pháp, đã viết lại ký sự của những ngày bị giam trong địa ngục Đa Châu. Âu. Ông kể lại rằng, mỗi buổi sáng, các linh mục bị giam tù, lén lút cử hành thánh lễ các tù nhân công giáo bất chấp mọi đe dọa đến mạng sống, chen chốt sát cánh bên nhau để tham dự thánh lễ. Hẩm phục của Linh Mục, chủ tế chỉ là một mảnh áo tù rất rưới thảm thương. Cái tách uống nước được dùng làm chán thánh. Hộp thuốc ho được dùng làm bệnh đựng bánh lễ. Sau thánh lễ, một số người được chia công tác mang mình thánh đến cho những người đang hấp hối được giam riêng trong phòng đặc biệt. Edmond Michele kể lại rằng hình ảnh ông vẫn luôn ghi nhớ đó là nụ cười rạng rỡ của những người đang tiến đến cõi chết. Vào khoảng cuối năm 1944, một nghi lễ đặc biệt đã diễn ra ngay trong trại Dachau. Một phó tế người Đức bị lao phổi đang hấp hối. Các linh mục đang bị giam bằng nghĩ đến việc phong chức linh mục cho thầy. Một vị giám mục cùng bị giam đã chấp thuận tiến hành nghi thức. Người ta làm mọi cách để che mắt người lính canh. Một người do Thái đã chấp nhận che đàn vĩ cầm để đánh lạc hướng sự chú ý của công an. Vị giám mục người Pháp trong bộ đồng phục rách rưới của tù nhân đã phong chức linh mục cho một chúng sinh người Đức. Vị tăng linh mục đã cử hành thánh lễ đầu tiên ít ngày sau đó và đó cũng là thánh lễ cuối cùng của Ngài. Trong quyển nhật ký của Ngài, người ta đọc thấy hai chữ tình yêu, đền bù. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Chân lý này sáng ngời một cách mãnh liệt ngay trong những nơi mà hận thù chết chóc người trị như luật tối thượng của cuộc sống. Hận thù càng dâng cao, chết chóc càng đe dọa. Người ta càng thấy những tấm gương của hy sinh, xã kỹ và tin tưởng vào tháng 6 năm 1989. Một số linh mục giám mục người Ba Lan đã hành hương đến trại tập trung Dachau để kỷ niệm 50 năm ngày Thế chiến thứ hai bùng nổ và nhất là để tưởng niệm gương hy sinh của gần 3.000 linh mục thuộc chiến quốc tịch khác nhau bị giam giữ tại đây. Tên ngôi mồ chôn lớn nhất, một thánh lễ đã được cử hành không phải để gợi lại hận thù, nhưng họ còn được mời gọi để chỉ thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù. Đó cũng chính là lời mời gọi của Đức Kitô trong thánh lễ mà giáo hội cử hành mỗi ngày. Chúng ta không tưởng niệm những độc ác giả mang trong cái chết của Chúa. Chúng ta không gửi lại hận thù trong cuộc tử nạn của Ngài, nhưng chỉ nhìn thấy yêu thương và tha thứ vô bờ của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hãy chỉ nhìn thấy yêu thương và tha thứ giữa hận thù. Hãy múc lấy yêu thương và tha thứ để đáp trả lại hận thù. Bài trích sách lẽ sống